Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay đó, Haley có duyên được trò chuyện thêm một chị gái đang sống tại Việt Nam. Kết nối với Haley, chị ấy muốn chia sẻ và kể ra cho chúng ta nghe về câu chuyện cuộc tình của chị với anh Việt Kiều Mỹ. Trong tình yêu đã 7 năm trôi qua rồi, rất nhiều lần chị muốn anh ấy cưới và cũng nhiều lần chị thật sự mong muốn được đoàn tụ với ảnh. Nhưng cũng rất nhiều lần ảnh viện đủ mọi lý do. Nào là kinh tế cuộc sống của anh chưa ổn định, nào là thời gian chưa cho phép. Rồi em đẹp gái như vậy, khi qua Mỹ em thấy anh khổ, anh nghèo, rồi em lại bỏ anh đi làm sao? 7 năm trong tình yêu mà anh ấy không có lòng tin như vậy, lý do tại sao chị lại vẫn tiếp tục yêu? Rồi thì sau đó chị muốn tìm hiểu thêm và muốn hiểu rõ về luật di trú ở Mỹ theo diện kết hôn. Sau khi quý vị nghe được video này, nếu như quý vị khán giả nào đang sống tại Mỹ mà hiểu về luật di trú theo diện kết hôn đính hôn đó, thì kính mong quý vị hãy bình luận phía dưới để cho chị ấy có cơ hội đọc để hiểu rõ hơn. Mặc dù Haley đã có chia sẻ với chị theo những gì Haley hiểu biết, thì nhưng nhiều người ý kiến và Haley biết theo khía cạnh của mình, nhưng chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều quý vị biết và hiểu rõ hơn Haley. Thì mình chia sẻ để mình làm phước quý vị ạ. Thì câu chuyện của chị ấy như thế này nè. Chị kể, cách đây hơn 7 năm về trước, chị có một chuyến đi du lịch ở Phú Quốc. Thì vô tình chị biết đến anh. Lúc đầu không biết anh là Việt Kiều Mỹ đâu. Thấy anh đi nguyên một đoàn, thì trong đoàn đó toàn là người nước ngoài không. Thì chị là một người thời điểm đó vẫn còn ngon lành cành đào lắm, không có tàn như bây giờ đâu. Mà chị rất giỏi về kinh tế, thành ra là chị có cơ hội đi du lịch rất nhiều nơi. Thì khi mà chị gặp anh, trong nguyên cái đoàn đó họ nói toàn là tiếng Anh không à, chị không hiểu. Thì ảnh mới tới bắt chuyện với chị, thì ảnh nói tiếng Việt. Lúc đầu nhìn tưởng ảnh là người Tàu, thành ra cũng không dám nói. Thì khi mà nói được tiếng Việt mừng quá, hỏi tìm hiểu ra thì mới biết rằng là ảnh là Việt Kiều Mỹ, về Việt Nam để du lịch trong một tháng. Nhưng cơ hội đó chị cũng nắm bắt để mong muốn có thêm bạn. Rồi khoảng thời gian đó chị cũng thật sự muốn tìm chồng. Thì hai người trò chuyện ra qua lại thì cuối cùng mới lấy được cái liên hệ với nhau. Khi trở về Sài Gòn, chị gia đình đang ở Bình Thạnh, thì anh ấy thuê phòng trọ, thuê khách sạn ở quận Nhất để anh ấy tiện đi ra phố đi bộ rồi đi ra Nguyễn Huệ rồi chơi đó. Thì sau khi mà về Sài Gòn thì vẫn giữ liên lạc để hẹn hò nhau. Rồi lần đó anh trở về Mỹ là bắt đầu chính thức tìm hiểu nhau. Thì sau lần tìm hiểu nhau đó, chị cảm thấy rất là vui vẻ và cũng rất là mừng là mình đã quen được Việt Kiều. Chị không có ngại ngùng hoặc là không có gì để mà giấu giếm về cái cảm xúc của mình hết. Chỉ là người khán giả đầu tiên mà khi Haley được trò chuyện mà chị nói rõ về cái quan điểm của mình và cái cảm xúc thật của mình khi mình gặp một người Việt Kiều. Vì bản thân chị thật sự mong muốn được có chồng. Giỏi, đẹp như vậy, có kinh tế như vậy, tại sao không có chồng ở Việt Nam? Nó là cái vấn đề nan giải nữa. Thì khi mà hai người trò chuyện và chính thức hẹn hò với nhau sau khi anh trở về Mỹ đó, thì chị cảm thấy yên tâm rồi. Đây là trong mối quan hệ yêu đương rồi đó. Rồi năm sau, chị lại hỏi anh có về Việt Nam không? Thì ảnh hứa là có, ảnh về. Về lần này để gặp riêng một mình chị và chỉ đi chơi với chị thôi, và cho biết bà con dòng họ gia đình luôn. Thì chị cũng vui vẻ vì thật sự chị cũng rất là tự hào là mình có bạn trai.
là Việt kiều Mỹ. Rồi đó, xung quanh mọi người nhìn thì họ sẽ có một cái ánh nhìn khác, chứ không có phải là gì có tiền kinh tế đẹp mà đi quen những người không xứng với mình thì nó cũng mấy. À, mặc dù anh ấy lớn hơn chị tới 17 tuổi. Khi lần này về, cũng đưa về nhà, cũng chào người này người kia, cũng ra mắt, biết chỉ là bạn trai. Thì sau đó đi chơi Nha Trang, đi chơi Đà Lạt, đi đủ thứ nơi. Rồi cuối cùng thì anh đó cũng trở về Mỹ lần hai, sau một tháng du lịch là gặp chị lần hai đó. Thì lần này cũng rất là khăng khít và rất là quý nhau và thật sự là hiểu nhau. Nhưng tại sao chờ hoài không thấy ảnh nói về cái vấn đề cưới hoặc là đính hôn hoặc là sao đó, không nghe nói cái gì. Thì nói chuyện thêm một thời gian nữa, bắt đầu chị mới hỏi rằng là anh có ý định kết hôn không? Vì tuổi của em cũng đã lớn và anh thì cũng không còn nhỏ gì, và tuổi tác của mình thì cách xa nhau quá đó. Thì anh nói anh cũng rất là thương em, anh cũng thực sự muốn cưới em làm vợ, nhưng mà cho anh khoảng thời gian đi, cứ từ từ. Vì ở bên đây anh chỉ có làm công nhân thôi, làm công ăn lương thôi, lương bổng thì không có nhiều. Rồi bắt đầu anh mới kể ra cái hành trình và cái cuộc sống ở Mỹ nè. Sáng đi làm là phải dỡ cơm theo, vô hãng làm, rồi tới trưa ăn vội ăn vàng, rồi vội vàng vào máy ngồi làm tiếp. Rồi thứ bảy nếu có tăng ca thì ở lại làm luôn, và làm luôn ngày chủ nhật nếu có. Ta nói ảnh kể ra tất cả thời gian của ảnh là chỉ dành cho việc đi làm. Rồi khi về nhà rảnh thì nói chuyện với chị, rồi ảnh thì ở phòng nhà thuê chứ không có nhà riêng. Thì tất cả bao nhiêu khó khăn và cuộc sống của ảnh ở bên Mỹ, ảnh kể ra hết. Nào là đồng tiền bên Mỹ là thu vô một đồng là phải đóng thuế lại hết một nửa đồng nè. Rồi đi mua đồ ăn, đi chợ, đi búa, đổ xăng, đổ cộ gì đều phải trả thuế nè. Coi như cái lương ảnh lãnh ra là không đủ để ảnh sống. Thì ảnh mới nói với chị là cho anh thêm một thời gian nữa để anh dành tiền. Vì khoảng thời gian trước khi mà gặp chị đó thì ảnh sống độc thân, cho nên ảnh không có cái sự chuẩn bị gì cho cái cuộc hôn nhân hết. Thành ra bây giờ gặp chị là quyết định chỉ là trong một cái mối quan hệ rồi đó. Thì ảnh mới đưa ra một mỗi thứ cái kế hoạch, là lúc này cái kế hoạch đầu tiên của ảnh là tiết kiệm tiền. Thì khi chị nghe như vậy thì chị cũng rất là mừng là anh này ảnh có một cái suy nghĩ sâu sắc và nghĩ về cái vấn đề trong tương lai, thì chị cũng rất là vui. Sau đó thì chị cũng chờ. Và những lần mà chị rất là thích xài những cái đồ ở Mỹ thì chị cũng muốn là anh gửi về. Thì khi mà gửi thì anh nói là gửi thì anh rất là đi mua đồ gửi rất là dễ, nhưng mà tiền phí gửi rất là cao, thì em có thể trả tiền phí không? Thì chị lịch sự và chị cũng ok, và chị thật sự rất là thương ảnh, thì chị nói ok, không có vấn đề gì hết, anh cứ gửi đi rồi em sẽ trả phí. Thì cứ mấy lần như vậy thì nó cứ như vậy thôi, chị trả phí rồi ảnh thì mua đồ giùm. Rồi đến cái khoảng thời gian trong cái năm đó, mà cuối năm thì nó phải kéo dài trò chuyện 2 năm rồi, thì chị cũng nhắc thêm một lần nữa cái vấn đề mà chị thật sự nhớ anh, thương anh, muốn sống bên anh, muốn ở cạnh anh để chăm sóc này nọ kia đó. Thì ảnh lại thêm một cái lý do nữa là thời gian chưa cho phép, nếu thương anh thì chờ đi. Rồi hết cái năm đó, qua cái năm sau ảnh về một lần nữa, thì cứ một năm ảnh về được một lần. Thì lần thứ ba ảnh về này thì chị là người phải bao hết cho ảnh từ A đến Z. Vì chị nghĩ như thế này, ảnh nếu như mà cái người mà họ có cái tánh lợi dụng hoặc là cái tánh không thật, thì đàn ông luôn giữ cái sĩ diện cho mình, không ai mà có thể than vãn về cái kinh tế, cuộc sống rồi chi tiêu đâu, không ai than vãn. Thì chị nghĩ như vậy, nhưng cái anh này thì ảnh lại kể cho chị nghe hết về cái cuộc sống của ảnh ở bên Mỹ. Thì chị biết là ảnh chắc cũng không có nhiều tiền, không dư nhiều tiền đâu, mà cố gắng mua được cái vé 1.000, 2.000 về là quá dữ rồi. Thì về lần này chị lo hết. Và chị cũng nói với anh là em chỉ cần có anh thôi, em không cần cái gì khác ngoài anh hết. Thì ảnh nghe như vậy ảnh khoái, ai mà không khoái. Thế là lần đó đi chơi về cũng rất là vui vẻ. Và sau đó ảnh về Mỹ thì ảnh mới nói rằng là
anh thật sự là chuẩn bị để mở hồ sơ, thì bây giờ giấy tờ như vậy, bây giờ bên anh nó phải vướng như vậy, thì muốn làm cái giấy tờ này nhanh gọn lẹ thì anh phải trả tiền cho dịch vụ rất nhanh để nó làm cho anh, để anh có hợp pháp một cái giấy tờ quốc tịch với lại giấy độc thân, rồi làm gì mà liên quan đến bản thân ảnh là chi tiền rất là nhiều. Thì chị hỏi là nếu chi như vậy thì khoảng bao lâu, mà nếu như sau khi cưới là khoảng bao lâu em mới được qua anh để đoàn tụ. Thì anh mới nói là hiện tại bây giờ anh cần 5.000 để anh lo tất cả các giấy tờ, rồi sau đó anh gửi giấy tờ về cho em ở bên đó ra dịch vụ làm, rồi chờ tới ngày đi phỏng vấn thôi. Thì không có mất bao nhiêu tiền mà cũng chẳng mất nhiều thời gian, nếu như mà đi theo cái diện như anh nói thì khoảng 5 tháng 6 tháng là em qua được tới Mỹ. Thì nghe ảnh lên một cái kế hoạch nói sắp xếp rất là hoàn mỹ, thì chị cũng nghe theo, gửi cho ảnh 5.000 đô đó. Ở Việt Nam 5.000 đô là 100 triệu, thời điểm đó 100 triệu là đã gửi qua cho ảnh rồi. Rồi ảnh cũng giữ liên lạc nói chuyện, coi như cái tất cả mọi thứ là ảnh đều rất là đàng hoàng, và kể cả cho tới bây giờ ảnh cũng rất là đàng hoàng, chứ ảnh không bậy bạ gì hết. Ảnh cũng sử dụng tiền bằng mục đích gì đó mình không biết ở bên Mỹ, thì bên kia chị cũng rất là tin tưởng. Rồi thì ảnh đổ thừa, ảnh bị trục trặc cái này, ảnh đổ thừa, ảnh bị trục trặc cái kia, trục trặc cái nọ, mà tới giờ 7 năm rồi mà nhắc lại cái chuyện đoàn tụ thì ảnh vẫn còn trục trặc nữa. Thì chị không có bị mệt mỏi, nhưng mà chị rất là quý anh, là anh rất là nhiệt tình, và anh rất là nhiều người Việt kiều về Việt Nam nổ rồi xạo, rồi bắt đầu sống theo cái kiểu bóng loáng, làm cho mấy cô phụ nữ ở Việt Nam cứ nghĩ là ở Mỹ là giàu có, ở Mỹ sung sướng rồi này rồi kia đó. Thì với chị có cái suy nghĩ ngược lại, là chị nghe đồn rất nhiều về mấy ông Việt kiều Mỹ rồi, nhưng mà cái anh này thì ảnh rất là thật, là ảnh rất là bình dân, ảnh nói thật về cuộc sống Mỹ cho mình nghe, rồi ảnh nói về kinh tế, rồi xe cộ ảnh có, nhà ảnh ở nhà thuê, rồi kể cả tất cả mọi thứ đồ dùng của ảnh cũng xài đồ rất là bình thường, không có cái gì mà xịn sò hết. Thì chị chính vì vậy cho nên chị mới thương anh, thương tới giờ. Thì sau khi kể hết cho Haley nghe thì Haley nghĩ rằng là chắc có lẽ nó có một cái vấn đề gì đó. Thì Haley hỏi về cái cuộc hôn nhân của ảnh trước kia. Thì lúc này chị mới nói ra cái vấn đề cuộc hôn nhân của ảnh trước kia, là ảnh đã từng đăng ký kết hôn với hai người phụ nữ. Một người là kết hôn ở Mỹ, thì sau ở mấy năm thì cũng chia tay, không có con. Người thứ hai kết hôn đem từ Việt Nam qua, ở cũng được có mấy năm cũng không có con. Rồi sau khi mà cái người thứ hai này có thẻ xanh 10 năm là họ lập tức ly dị. Rồi ổng mới sống tới giờ là 7 năm trước, cái lần mà về gặp ở Phú Quốc á, là cái lần đó là sau khi ly dị đó, thì ảnh mới đi du lịch một chuyến thì mới vô tình gặp chị. Rồi trong 7 năm nay, trong cái mối quan hệ như vậy, yêu đương như vậy, thấm tha thấm thiết như vậy, giao lưu với nhau bằng tiền bạc, tình cảm như vậy, mà cuối cùng ảnh vẫn trả lời là thời gian không cho phép và cuộc sống của anh chưa đủ để bảo lãnh em. Thì lý do gì? Rồi bắt đầu Haley hỏi thêm về chị là ảnh có bao giờ nói với chị rằng là ảnh kết hôn với cái người thứ hai là vì tình yêu hay vì cái gì? Hoặc là trong cái khoảng thời gian đó ảnh đã từng bị phạm tội gì ở Mỹ không? Thì lúc đó ảnh mới sợ thôi, chứ còn không có cái chuyện gì mà ảnh sợ. Còn tiền bạc thì chị đã nói chị có, mà ảnh lo gì? Nếu tình yêu thật sự thì ai lo không được. Rồi qua đây rồi mình cùng chung tay góp sức, mình làm xây dựng cuộc sống tương lai khác, bên đây nhiều cơ hội mà. Thì chị mới nói là chị thật sự không biết là cái cuộc hôn nhân thứ hai của ảnh như thế nào, mà qua đó sống được 2-3 năm sau khi bà đó bà lấy được cái thẻ xanh 10 năm là hai người ly dị. Rồi thì chị, lúc đó chị mới hỏi và muốn tìm hiểu về cái luật di trú ở Mỹ theo diện kết hôn đó. Thì Haley có nói với chị rồi, và nhất là cái trường hợp mà nếu ông ấy kết hôn với cái người kia để trả tiền, đó là một cái hình thức phạm tội ở Mỹ. Phạm tội này là được đưa vào cái phạm tội là buôn người đó, chứ không phải giỡn đâu. Mà khi mà phạm cái tội này rồi là vĩnh viễn không bao giờ được bảo lãnh bất cứ ai qua nữa. Rồi cái phạm tội thứ hai
là cái phạm tội về không tốt với trẻ em. Hai, mà có thể luật di trú nó sẽ cấm bảo lãnh là Hailey không có nói rõ những cái từ, là sợ YouTube nó sẽ phải không cho Hailey lên vì có những từ mình không được phép nói, giống như là làm bậy với trẻ em á, làm bậy với con nít á, rồi buôn bán cái gì mà liên quan đến hàng hàng cấm, mà sử dụng súng đạn gì đó đó, thì mấy cái đó có những cái tội á là không bao giờ họ clear, tức là phạm vô những cái tội mà đụng tới quyền trẻ em, hay là làm bậy với trẻ em, hoặc là vô cái tội mà kết hôn để lấy tiền á, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ được clear mấy cái tội đó, thì không bao giờ bảo lãnh. Mà khi bảo lãnh vợ hoặc con mình qua mà dính vào những cái tội đó thì cũng không bao giờ được bảo lãnh luôn, là vì sự an toàn cho người vợ và các con nữa. Rồi có những cái tội là bình thường, ví dụ như buôn bán ba cái thuốc này thuốc kia, rồi ăn trộm ăn cắp ăn cướp gì đó, mấy tội bình thường thì sau 20 năm nó sẽ clear hết. Coi như có những cái tội là không bao giờ mà nó clear, nhưng có những tội thì sau 20 năm nó clear. Thì sao, muốn làm gì thì phải chờ hết cái hạn đó sau 20 năm á thì mới được, nếu mà những cái tội nhẹ mà không phạm những cái tội mà Hailey nói đó. Chỉ có những cái đó mà nhất là dính tới cái luật di trú thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ bảo lãnh được. Anh có thể đi chơi, đi qua đi lại đi chơi, nhưng mà nói về bảo lãnh là không được nữa, vì hồ sơ của anh vô rồi, cái list đen rồi, gọi là cái danh sách đen rồi đó. Thì chị nên tìm hiểu kỹ coi, và nên hỏi anh những cái câu hỏi mà Hailey nói với chị ngày hôm nay đó, để coi ảnh trả lời như thế nào. Thì lúc đó chị tự phải quyết định về cái cuộc tình này. Chứ nếu như mà thật sự mà trong một cái mối quan hệ yêu đương mà cần có nhau trong cái cuộc sống này á, thì cái người đàn ông đang cô đơn trống trải ở Mỹ này thì họ là người cần nhất, và họ là người mong muốn mình nhất. Là bởi vì cuộc sống ở Mỹ này, Hailey đã ở đây, Hailey đang sống trong một cái tiểu bang nhỏ, và ở thành phố rất là nhỏ, thành ra nó buồn hiu hiểu hiu hiu, buồn lắm. Nên nếu như anh sống ở tiểu bang đó mà anh ở thành phố đó, công việc của anh đi làm từ sáng đến tối về, thì cái người đàn ông đó thì là cái người mới thật sự mong muốn và rất cần có mình. Hoặc là ảnh lợi dụng chị về vấn đề gì đó cho nên ảnh không thể đưa chị qua, như ảnh nói rằng là ảnh sợ chị chê ảnh nghèo, chê ảnh già rồi qua đây chị bỏ ảnh. Thì cái đó là cái lý do chị đã giải thích. Thì coi như chỉ có những cái chuyện đó thôi thì ảnh mới không mạnh mẽ hoặc mạnh dạn để bảo lãnh thôi. Chứ còn mà ngoài những cái chuyện đó thì bảo lãnh bình thường mà. Rồi người Mỹ ở đây, với là nhất là luật di trú, họ rất là hiểu và ủng hộ cái chuyện mà trong tình yêu gia đình đó. Đó, cho nên là không có cái vấn đề gì xảy ra. Hoặc là ảnh không thật sự yêu chị, hoặc là ảnh thật sự không thật sự cần có chị, mà ảnh dây dưa như vậy. Mà chị nói rằng là chị rất yêu ảnh cho nên mới xảy ra cái vấn đề. 7 năm trôi qua không phải đơn giản nha. 7 năm rất là dài. 7 năm là một cuộc sống, một cái hành trình rất là dài chứ không có đơn giản. Cho nên bây giờ á, chị hỏi ảnh những cái câu hỏi giống như Hailey đã nói với chị ngày hôm nay, rồi để coi ảnh trả lời làm sao, rồi chị phải tính cho chị. Nếu như không được thì chính bản thân chị phải biết cách chị nên làm gì. Tuổi thanh xuân qua nhanh lắm, đã đi không bao giờ trở lại. Mà bây giờ mình hao tốn rồi phí tổn cho một người mất một khoảng thời gian dài đã vậy, còn dính tới tiền bạc nữa thì không biết. Đó, cho nên là Hailey chỉ có tâm sự và trò chuyện với chị, cho chị giống như là hiểu hơn về luật di trú Mỹ qua cái diện kết hôn, và hiểu hơn về những người Việt kiều Mỹ. Đương nhiên có người này người khác, chứ không phải Việt kiều Mỹ là xấu hết. Nói vậy là nói sai. Mà nếu người Việt kiều Mỹ mà tốt hết thì cũng không đúng, là vì chỉ có một con sâu thôi sẽ làm rầu cả nồi canh, thì coi như cả nhà không ai đụng tới cái nồi canh đó hết. Thì giống như một người mà họ gây ra một cái tiếng xấu
thì ta nói mang tiếng cả cộng đồng, nó mới xảy ra như vậy đó chị. Với lại á, Việt Kiều thì cũng có người này người kia, Mỹ thì cũng có người kia người nọ, không ai tốt hết. Không bao giờ mà nói ô mấy thằng Việt Kiều thấy ghê lắm, thôi đừng đụng tới nha. Không phải. Nên nhớ là những người tốt, mà những người đầy đủ, những người có kinh nghiệm sống đàng hoàng đạo đức mà họ đang ở Mỹ thì ít có ai độc thân lắm. Kể cả Mỹ cũng vậy quý vị ạ. À, chỉ trừ trường hợp những người Mỹ mà họ muốn khám phá về những người châu Á, họ thật sự muốn có một người vợ là người châu Á, thì những người đó họ mới quyết tâm họ đi tìm hiểu về dân tộc của mình, con người của mình, từ đó họ mới mạnh dạn đi tìm mình đó. Chứ còn mà để mà nó quen trên mạng để chơi, hoặc là gặp ở ngoài đời để quen chơi thì hiếm và khó lắm. Thành ra là quý vị nào mà mới xem xong cái video này á, hiểu một chút hay là có ý kiến gì á, cứ bình luận lên cho chị đọc để chị hiểu hơn. Chứ bây giờ một mình Haley nói không thì nó cũng không đủ, và cái này cũng do chị quyết định nữa. Mình nói theo cái quan niệm mình nghe được và mình biết được cái cuộc sống ở bên này, và mình hiểu được cái luật di trú ở Mỹ qua diện kết hôn là vì bản thân mình cũng đã từng làm cái diện đó để mình mới được đến đây đoàn tụ với chồng. Thì bao nhiêu cái đường đi nước bước giấy tờ từ đầu đến cuối như thế nào thì mình biết, mình biết ra làm sao thì mình đều nói với chị và cho chị hiểu. Và khi mà lên phỏng vấn á, nếu như cái người chồng mình mà họ đã có một cái án xấu gì ở quá khứ á, thì khi lên phỏng vấn, cái câu đầu tiên của cái người họ hỏi đó, cái người phỏng vấn hỏi mình á, là bạn có biết cái quá khứ của chồng bạn đã từng bị gì chưa? Đó, cho nên á là nó lôi ra hết từ này rồi kia, thành ra không thể giấu được. Có nhiều khi á, là anh này anh sợ là không đưa chị qua là chị bỏ ảnh nè. Thứ hai là ảnh nghèo thiệt nè, là chị cũng xác định là ảnh nghèo thiệt nè. Cái thứ ba nữa, tình yêu của ảnh không đủ để dành cho chị, nhưng chị khẳng định ảnh đang rất yêu chị. Thì ảnh chỉ có dính vào những cái tội đó thôi thì ảnh mới không đủ khả năng, không đủ điều kiện và cũng không đủ tự tin để mở hồ sơ cho chị thôi. Chỉ vậy, cho nên mình nên tìm hiểu rõ và kỹ nha chị, rồi quyết định cho cuộc đời mình. Vì thời gian đi không bao giờ dừng lại, thì con người của chúng ta cũng vậy, mỗi ngày một già đi chứ không bao giờ mỗi ngày một trẻ hơn. Thời gian, cuộc sống và cái tuổi thọ nó ngắn lại chứ không thể nó dài ra được. Cho nên là chị cảm ơn, Haley rất cảm ơn là chị đã tìm đến mình, đã kể, để tâm sự ra. Nhưng mà Haley cũng thấy là nó không thỏa đáng cho chị và nó không công bằng cho chị. Trong 7 năm ra năm nay chị chờ đợi nhưng mà cuối cùng không được gì. Để gì cuối cùng không biết là có được gì không, nhưng mà cứ hẹn hoài thì không biết làm sao hết. Haley cảm ơn chị rất là nhiều, và Haley cũng rất là mong muốn quý vị khán giả hãy bình luận với cho chị đọc nha. Haley cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.